Báo cáo với đoàn giám sát của đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh trong buổi làm việc mới đây, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết dù đã có nhiều tháo gỡ trong công tác đấu thầu nhưng vẫn còn đến 20% hàng hóa tại bệnh viện không được lựa chọn về nhà thầu, không thực hiện được việc mua sắm vì vướng các quy định. Báo cáo tại buổi giám sát, trưởng đơn vị đấu thầu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong năm 2023, bệnh viện đã triển khai hơn 200 gói thầu, tuy nhiên tỷ lệ đấu thầu thành công chỉ khoảng 80%, phần còn lại không lựa chọn được nhà thầu. Lý do liên quan đến giấy phép lưu hành, điều kiện thực hiện đấu thầu và những khó khăn về khoảng trống pháp lý khiến bệnh viện lúng túng. Ủy ban mời thí điểm cho đến hết 31 tháng 12 năm 2023, thông tư 14 của Bộ Y tế về hướng dẫn xây dựng giá gói thầu cũng là đến hết tháng 31 tháng 2023 hiệu lực. Như vậy đến giai đoạn này chúng ta đang khoảng trống mà chúng ta không biết làm gì, không biết như thế nào để tổ chức gói thầu. Mà luật thì đã có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2024. Đến thời điểm này thì các văn bản dưới luật cũng chưa được ban hành để hướng dẫn. Vấn đề pháp lý trong xây dựng yêu cầu kỹ thuật trong đấu thầu cũng đang khiến bệnh viện vướng phải khó khăn. Vô thanh tra tại sao anh xây dựng như vậy, tại sao làm như vậy, anh định hướng thầu, chỉ định thầu là gì? Thì cái này lại rất dễ bị quy vô. Tuy nhiên cho đến hiện nay thì chưa có một cái văn bản pháp luật nào, quy phạm nào quy định cho, hướng dẫn cho cái việc mà xây dựng yêu cầu kỹ thuật này. Một vài đơn vị là thành viên đoàn giám sát cũng là người làm việc trong ngành y tế, bà Phạm Khánh Phong Lan cho rằng có thể giải quyết vấn đề đấu thầu bằng cách tăng mức độ tự chủ thực sự cho các bệnh viện. Cho thử là tự chủ theo đúng nghĩa của nó. Tôi khoán cho anh, năm nay anh đón chừng này bệnh nhân phải hài lòng. Anh sẽ được cái ngân sách là bao nhiêu, thí dụ như vậy. Mọi thứ khác anh tự chủ nhé, anh tự mua tự bán, lúc đó nó giải quyết hết toàn bộ mấy cái chuyện mà đấu thầu kia. Chứ bây giờ cứ suốt ngày đấu thầu sợ người ta chôn chĩa gì trong đó, đấy, sợ người ta coi như là nó bắt tay với công ty vẽ đường cho hưu chạy. Đấy, rồi sau đó rồi gì, những cái kết luận của cơ quan điều tra sau này thì lại cũng là cứ theo cái hướng đó thôi, cái định hướng nó vậy rồi. Mà kinh nghiệm rồi đứng cãi cơ quan điều tra vậy á. Tiếp thu các kiến nghị của Bệnh viện Chợ Rẫy, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổng hợp và đề xuất đến Quốc hội để có các chính sách phù hợp.